tại là cô Phút đang đi lên trên hướng Hóc Môn nha mọi người. Thì xin thông báo đến với mọi người một cái tin buồn về trường hợp của bà Ba ở Hóc Môn mà cô Phút vừa mới chia sẻ cách đây khoảng 2 ngày. Thì khi sáng này thì người nhà của bà Ba có gọi điện đến cho cô Phút và có nói là bà Ba đã mất và gia đình rất là bối rối, không biết như thế nào. Cô Phút có hỏi thêm về cái việc mà áo quan và các chi phí trong đám, thì gia đình có trả lời là hiện tại là áo quan thì vẫn chưa biết, nhưng mà những cái mà cần thiết để mà trong cái việc mà đám ma cho bà đó thì vẫn chưa có đầy đủ. Và cô Phút cũng có nói thêm là hôm bữa có chia sẻ về cái bệnh tình của bà Ba thì có mạnh thường quân hỗ trợ, nhưng mà cô Phút nghĩ là bà Ba lại đi sớm như vậy nên là có một cái khoản tiền mình chạy lên liền ở lên nhà để gửi cho gia đình để sử dụng cái khoản tiền này cho những cái thứ cần thiết ở trong cái đám của bà Ba. Và cái hướng tới như thế nào và cũng như là những cái thông tin trong cái việc mất của bà Ba như thế nào thì một chút nữa sẽ gặp gia đình để mà nhờ gia đình chia sẻ kỹ thêm để mọi người có cái thông tin. Bây giờ là mình đang đi tới ngã tư Bình Phước, khoảng nửa tiếng nữa mình sẽ tới gặp gia đình của bà Ba và có thể là gặp bà Ba lần cuối. Mọi người theo chân của Phút. Anh thưa mọi người, thì cô Phút đã tới nhà của bà Út. Thì xin thưa với mọi người, thì bà Ba là chị ruột của bà Út. Bà Ba không có con. Chồng của bà Ba thì bị tai nạn giao thông, là không có khả năng lao động, nên là hai vợ chồng phụ thuộc vào cái cuộc sống của gia đình của bà Út. Tuy là bà Út cũng khó khăn nhưng mà cũng làm tròn cái đạo nghĩa về cái việc mà em chăm sóc cho chị của mình, cũng như là anh rể. Và cái người thay bà Út chăm sóc cho hai vợ chồng của ông ba bà Ba đó là chị Hồng, đây là con của bà Út, người chăm sóc trực tiếp. Gần đây thì chị Hồng cũng bị tai nạn nên là cái việc chăm sóc nó hơi khó khăn hơn chút xíu. Ông ba đây mọi người, chồng của bà Ba, thì bà Ba đang nằm ở trong kia. Rồi một chút nữa thì mình sẽ ghi lại những cái hình ảnh cho mọi người xem. Cho em hỏi chút xíu nha chị Hồng, thì khi sáng này đó là bé Thúy là cháu chị đúng không, gọi điện cho em nói là bà mất lúc hình như khoảng 10 giờ sáng. Lúc đó là trong nhà mình là chỉ có ông ba thôi hả? Em với ông ba với lại người mợ là thấy mặt được bà, là cũng như bà thở lên cái là đi luôn. Dạ. Lúc đó là mấy giờ chị? 10 giờ đúng rồi. Từ mấy bữa nay tới giờ đó, khi mà em về đó thì bà Ba có những cái biểu hiện gì khác không hay là vẫn như vậy thôi? Dạ vẫn như vậy. Rồi hồi sáng này là bà mở mắt to lắm, mở mắt rồi nhìn giáo viên láo liên, rồi em ngồi đó rồi bà nhìn hồi bà thở nhẹ bà đi. Có nghĩa là tuy là bà bị tai biến, bà nằm như người thực vật, nhưng mà những cái lời nói, những cái tiếng động như vậy là bà biết hết ở trong. Dạ. Cái tiềm thức là biết hết. Không có gặp được mẹ của chị. Dạ, không gặp được. Em, chị có thể dẫn em vô trong được không? Con chào ông. Dạ. Dạ được rồi, ông ngồi đi để con vô nha. Con vô con gặp bà nha. Chào chị. Được rồi chị. Nói chung là có duyên. Chị đắp lại cho bà đi. Hôm bữa em có lên em gặp thăm bà cách đây 2 hôm. Dạ. Yeah.
hôm bữa mình có lên một lần mà ông ba không có nhớ, ông ba lúc nhớ lúc không à. Nói thì ông không có nghe nữa. Ngồi ngay chỗ bà ba ngồi, biết kêu đi ra ngoài ngồi cũng không chịu. Ông có khóc không chịu? Không, mà ông cứ chầm chầm ông ngồi với bà ba vậy á, ngồi hoài. Sáng sớm á là 6 giờ em qua là ông còn đút cho bà uống được mấy muỗng sữa. Rồi em ngồi đó với ông với lại bà cho đến 10 giờ là bà chút hơi thở cuối cùng luôn. Bữa nay cô Phút cũng có duyên gặp mặt của bà ba lần cuối. Thì chuẩn bị chắc là tầm khoảng 50 phút nữa thì sẽ liệm cho bà đợi những con cháu ở xa về nhìn mặt bà lần cuối. Có thể là khoảng tầm khoảng 15 giờ đúng không gì? Khoảng 15 giờ bắt đầu liệm. Bà con của mình thông báo hết chưa? Dạ hết rồi, có nhiêu đó thôi. Chỉ có mấy người đó thôi. Em hỏi thêm chị Hồng xíu về cái việc áo quan với lại các thứ cần thiết cho cái đám của bà nha. Thì áo quan là chị liên hệ được những nơi nào rồi, rồi như thế nào? Áo quan là chị ở trong chùa Hoàng Pháp ở gần đó, là hồi trước chị có ra thăm bà, chị hứa là cho bà xin cho bà một cái áo quan. Thì chị nói là em cứ xin được cho bà, rồi cái lúc mà bà mắc em điện cho chị, là chị điện cho người ta là cho áo quan thôi. Còn gạp rồi chị nói để bên mình lo, chứ chị xin được áo quan rồi những đồ đặt giặt thì chị mua, như chỉ cho tiền mua bông với trái cây cho bà, mua đồ cúng cho bà. Mình cũng liên hệ với chú rạp rồi luôn. Dạ, các thứ rạp rồi, rạp người ta xuống người ta gắn rồi. Từ sáng giờ thì mấy cái việc mà những cái thứ cần thiết đó thì tiền nong rồi như thế nào rồi chị Hồng? Dạ thì mẹ em sáng giờ đi mua đặt giặt á, tiền sáng giờ cũng mẹ mượn á, rồi mẹ đi mua hết cũng 2 triệu mấy, còn 3 triệu là mua bông với lại trái cây đồ. Rồi như thế này nha chị, thì hôm bữa cách đây 2 hôm thì có chia sẻ về cái bệnh tình của bà ba và những cái chuẩn bị của gia đình về cái sức khỏe của bà. Em thì em không nghĩ là bà đi ngày hôm nay đâu, nhưng mà tuy là mình cũng định lượng được. Thì hôm bữa em đăng lên thì có Mạnh Thường Quân hỗ trợ đến cho bà trong cái việc mà những cái thứ cần thiết, rồi đồ vệ sinh y tế đồ đó. Đó, em dự định là sẽ đợi thêm ít hôm nữa thì Mạnh Thường Quân hỗ trợ được một khoản kha khá, rồi em sẽ lên em trao cho gia đình. Nhưng mà biết tin buồn như vậy thì em trao cho gia đình chị Hồng đại diện để có thể mình mua những cái thứ cần thiết cho bà. Em chị, em xin đọc tên và cái số tiền từ Mạnh Thường Quân. Ở đây là Mạnh Thường Quân hỗ trợ đến cho gia đình của bà ba cái việc hậu sự. Thì thứ nhất là của anh chị Trung Thủy, con dì Út ở Mỹ là 1 triệu. Thứ hai là của chị Thanh Thủy ở quận 5 là 5 triệu. Thì tổng cộng là 6 triệu. Trước khi trao thì em đọc cái số điện thoại của gia đình, là đó là chị Hồng. Chị để mọi người có thể liên hệ trực tiếp với lại gia đình. Số điện thoại đó là 077-816-5383. Đây, em xin gửi đến cho chị Hồng nha. Chúc rồi, dạ, gửi cho cô bà Út, rồi có mình cần mua gì mình mua nha chị. Dạ, chị cũng cho em cảm ơn anh chị Thủy, rồi con của dì Út bên Mỹ, rồi chị Thanh Thủy. Em cảm ơn rất nhiều đã thương dì em, cho được số tiền để lo cho dì em cái ngày cuối cùng. Em cảm ơn. Dạ. Cái này là cái khoản tiền gọi em gọi là gấp để gửi cho gia đình. Thì em vẫn tiếp tục nhận tiền hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân đến cho bà ba. Để cho bà có thể là ra đi một cách là nó chu toàn hết, không có thiếu thốn gì trong cái việc mà đám nha chị. Dạ, em sẽ nhận, rồi nếu mà ai có gửi đến cho gia đình thì em một lần sau thì em tới đây em trao cho gia đình. Tại vì mình còn phần tiền nong rồi các thứ, rồi hôm bữa là nói là đi quả táng đúng không? Dạ. Dạ, nó có cái tiền quả táng rồi đó. Không không, mấy bộ đồ này mặc thường ngày, chứ đem theo còn mấy đồ kia thì để ra đó.
Khi nãy thì có coi ngày thì là tới thứ ba đúng không chị? 10 giờ ngày thứ ba là đưa bà ba lên trên Củ Chi để mà hỏa táng, rồi đem về đây lại để mà thờ ở sau. Em hỏi thêm là về ông ba thì vẫn tiếp tục là ở đây, gia đình thì thay nhau chăm sóc cho ông ba. Từ hôm bữa giờ thì có ai đồ liên hệ tới mình không? Dạ không, chỉ có chị Duyên và chị hứa cho cái áo quen cho bà. Ở bên phía con của ông ba đó thì chị có liên hệ chưa? Dạ cũng có một người mà em không có liên hệ, tại vì vì lúc ông ba bệnh thì cũng liên hệ không về, giờ vì em cũng không muốn liên hệ nữa, tại vì điện cũng chưa chắc gì về, cũng ở xa. Cũng chia sẻ với mọi người thì ông ba thì trước kia sau khi mà quen bà ba thì có gia đình trước, ở với bà ba nay là cũng mấy chục năm rồi. Mấy năm. Lâu lắm rồi. Thấy ông cũng tội quá ha chị, thấy ổng lãng lãng, ai đến thăm ổng rồi về lại thăm là ổng không nhớ. Về những cái khoảng thì bây giờ là cũng ý em nói là cũng là giờ là cũng tương đối chút xíu rồi. Nó liệm bà ba xong rồi, bây giờ là ông ba ông quét dọn mấy cái lá trà, mấy cái vật dụng khi nãy là có cúng rồi nè. Ông có nghe con nói không ông ba? Không có nghe gì luôn hả? Nói gì không nghe luôn. Nghe được, hôm nãy nói nhỏ quá không nghe. Giờ là nghe rồi phải không? Cái chân ông như thế nào rồi, đưa con coi được không? Hả? Cái chân của ông. Dở cái chân lên. Dở cái lên. Dở cái quần lên. Đó, ông đi quay cam ta đụng ông ta bỏ không? Ông nằm rồi đừng. Có nhức không ông ba? Hả? Có nhức không? Cốt mà. Đâu từ cái khúc nào đâu ông ba chỉ cho con coi. Nhất từ cái khúc nào, nhất chỗ nào, nhất đâu? Ở bên đây nè, đúng rồi, bên đây hôm bữa thấy là bị cong vòng. Đó, bị gãi mà, nó đụng ổng bỏ luôn mà. Trong đụng ổng bỏ luôn. Nhất từ đây xuống à. Chỗ này là mai lại nè. Mai lại chắc bị nóc nhà ổng hồi đó là áo mấy chục năm trước. Lấy ra cho chị. Cái cái rồi hồi đó tập tiền nóc. Cái này cái cái. Là bị mấy chục năm rồi đó hả? Lâu rồi đó. Rồi vẫn đi đi mua ve chai. Vẫn đi luôn, xong rồi hết bệnh rồi đi nằm viện về hết bệnh đi. Hai vợ chồng đi mua ve chai. Đúng rồi, lúc trước thì không đi mua. Hai vợ chồng nghèo lắm, khổ ai cũng khổ. Chị em cũng khổ mới giúp được. Hồi nãy thì GoFood có hỏi là hai vợ chồng thì lấy nhau là ba trên 30 năm nhưng mà con cái như thế nào, thì chị Hồng cũng có nói là lúc trước thì có sanh một em bé nhưng mà em bé mất xong khi mất xong rồi đó thì không có sanh được nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn ổng thì ổng có con riêng, có mấy đứa mà vẫn bỏ luôn, không có về nữa, tội nghiệp của nó. Rồi ở với bà mấy đứa con? Ổng thằng đưa ổng bốn đứa con phải không con? Bốn đứa, hai đứa thì mất tích, đứa chết, đứa mất tích. Hai đứa thì hai đứa, một đứa mất tích, một đứa chết, còn hai đứa có chồng có vợ nữa, không có về thăm ba. Rồi ngày bà bệnh giờ là ở đây mấy đứa cháu nó chăm nom, chứ còn cô cũng khó khăn, cũng khó khăn lắm. Cô xuống qua lại thăm thôi chứ không có giúp đỡ được gì. Mình giúp cái công thôi. Đúng rồi, qua lại thăm kỹ thôi. Chứ mấy đứa cháu nó cực khổ như bà chị nè. Cô cũng bệnh, cô ẩm cũng có nổi nữa. Ba con đứa cháu này nè. Cái chân bị gì mà giờ còn nhức? Nó cắm điểm gì luôn rồi hả? Điểm luôn rồi, chứ để chứ.
Liệm luôn rồi. Chứ để cho anh nằm hả? Thôi để em nói cho em về nha. Dạ. Thôi thì nói chung là hôm nay thì em thay mặt người xem ở trên kênh xin chia buồn cùng với lại gia đình ha chị. Khi nãy thì em cũng có nói thì em có đưa cái số điện thoại của gia đình, đó là chị Hồng đây, để mọi người cần thông tin gì hay là như thế nào liên hệ trực tiếp với gia đình. Và đối với cái trường hợp của ông ba rồi các thứ về lo về đám của bà ba thì em sẽ tiếp tục nhận tiền hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân đến cho ông ba với lại xong xuôi cái đám hai chị. Thôi em xin phép em về nha. Dạ. Em cũng không có tiện ở đây tại vì gia đình còn rất là nhiều thứ để mà làm. Cái giường đó là bỏ luôn hả? Cái giường người ta cho. Ủa khinh ngang chưa vậy? Cái gì vậy? Em để cho ông ba nằm. Lấy cái gì vậy? Biết nãy chưa kêu ra đi ra. Dạ. Thôi em kết thúc clip ở đây nha. Rửa, trà rửa. Dạ, trà rửa. Thôi em xin phép em về nha. Dạ.